Vướng à? Để luôn vào cốp ấy con. Thank you.
nhiều thế? Ơi, lòng quà tốt. Bố 4, con 4. 3 tiền 4. Bao nhiêu nhỉ? 99 nhân 4. 400. 400 trừ đi 4.000. 400. 396. Ai giả tiền đó? Con giả rồi. Cầm luôn là 400. Thôi không phải cả. Cầm luôn con. Mong mua về làm quà cho nhà Vinh được. Vâng. Chỗ này nó cũng thương hiệu nổi tiếng đó. Vâng. Bà Hoa ngày xưa chơi lông cờ. À thế ạ. Ừ. Mà ngày xưa cái Tết là họ đến họ biếu nhà mình. Kẹo xìu châu của chính nhà họ làm. Quý lắm. Bà Hoa này bà mất lâu rồi. Bà này bà người Việt không hoa. Cái hàng kiểu làng mà em bảo ấy. Ừ. Nó đi thẳng lên một này này một đoạn trên kia. Ừ. Nó giống như kiểu cái bánh gai bà Thi. Nó cũng có thể nó cũng giả. Nó cũng làm giống. À không, nó màu trắng chứ không như màu này. À. Nó không phải giả. Nó không phải là tức giả. Tức là một thương hiệu khác. Vâng, nó thương hiệu khác chứ không phải giả. Khác. Nhưng mà hàng nó được. Thế thì được. Chứ cái chỗ bà Thi ở cái đằng phố nhà mình ấy. À anh Thi. Ừ, à, anh Thi một cách vô duyên. Tại sao mình không tự mình nhận ra được một cái thương hiệu mà phải khổ thế. Nó trở thành ra là một cái gì đấy ngay trước mắt nó có cái gì đấy nó dối trá. Không còn phân biệt được thật giả. Bông lại mua thêm à? Cơm cái này làm quà tốt mà. Vì ở Nam Định chỉ có mỗi cái hàng này là bán tốt thôi. Còn cái hàng khác anh cảm giác là cũng bình thường. Không anh không ai nhớ lắm. Nói chung là chỉ có các tỉnh thì vậy thôi. Các tỉnh về thì ở đây thôi. Nhưng mà nếu ở dân ở đây thì nữa không mua đây. Ừ. Mua bên đấy rồi. Được. Thôi được rồi thế nào. Đứng ngoài lâu quá thì chùi vào cho nó lành. Thôi đi. Cháu chạy xuống mua lạp xưởng với lại bánh bây giờ này. Qua